I'm getting ripped tonight. R.I.P. that. Yes, it's the chef. What's up? What's really good? She said she tryna come slide through my hood. Couldn't deny it, even if I said. Listen up, don't get it misunderstood. I'm getting ripped. Trời ơi! Mời điểm, mời điểm. Gà nhà tôi, số 1, số 1. Rồi thôi, ekip mình chuẩn bị đi, đi ăn. Em thay đồ khác đi rồi mình đi ăn ha. Ủa không, nhưng mà em có hẹn với bạn của em á. Ủa, bạn gì? Bạn nào? Thì bạn đại học của em đó, cũng lâu rồi em chưa có gặp tụi nó. Thôi, chị nói bao nhiêu lần rồi, mình không còn là phải là sinh viên đại học nữa, mà mình là người nổi tiếng rồi. Giờ ra ngoài đường là camera chạy bằng cơm á, nó bắt em bất cứ lúc nào luôn. Nghe lời chị thì chị cũng tốt cho em rồi đó. Nhưng mà em lỡ không có vô gì hết, nghe lời chị hiểu không? Rồi chị đợi em ở ngoài đó, thay đồ đi nha. Muốn làm người nổi tiếng mà vẫn muốn tự do. Mày nằm mơ đi. Mày nằm mơ đi. Không, không được. Mình không thể nào sống như vậy được. A few moments later. Nghỉ hè chán thiệt. Nghiệp từng bị sinh viên kinh tế năm 2022 chậm một cách chính thức quay trở lại. Hãy mau nhanh tay click vào link đăng ký trong bài post đính kèm để trở thành một phần của chiến dịch nhé. Ôi, đúng cái mình cần luôn nè. Phải đăng ký liền mới được.